Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, và tiếp tục dạo quanh Sài Gòn về đêm ngày hôm nay. Em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo trên một con đường mà nơi đó rất là khác so với ngày xưa, và hầu như là khác 100% luôn. Và trước mặt chúng ta đó là cây cầu Khánh Hội nối liền từ bến Bạch Đằng đi qua quận Tư, con đường Nguyễn Tất Thành cũng là Trịnh Minh Thế ngày xưa đó. Và nơi đây là đầu đường bến Trương Dương. Nơi đây thì có một cái công viên nhỏ nhỏ cặp theo con kênh Bến Nghé này, và phía bên kia đó là quận Tư. Bữa chúng ta có đi bên kia xong đó ha, một con đường bến Vân Đồn về đêm, và hôm nay chúng ta sẽ đi bên đây xong để cập nhật những hình ảnh ngày hôm nay nó như thế nào. Và trước mặt chúng ta đó là cái tòa nhà điều hành của hầm vượt sông Sài Gòn đó, hầm Thủ Thiêm đó, có nhà tòa nhà trắng trắng đó ha. Và chúng ta hành trình của chúng ta sẽ đi từ đây cho đến chợ Nancy, khu cầu Kho, nối liền hai bến, bến Trương Dương, bến Hàm Tử, để mình xem những hình ảnh của ngày hôm nay nó như thế nào. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chúng ta sẽ theo thói quen thì chúng ta sẽ bật TV lên và mở YouTube, mở Vinh Lâm TV, đường phố Sài Gòn, khách sạn Sài Gòn, ăn uống Sài Gòn, những căn nhà xưa. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục xem những hình ảnh Sài Gòn về đêm trong những ngày cuối năm với tiết trời se se lạnh, không lạnh cho lắm nhưng mà so với những ngày trước thì cũng vẫn mát hơn. Đó, và chúng ta nhìn bên bên trái đó là cây cầu Móng, cây cầu Tình Yêu. Và nhìn xa xa hơn nữa thì có những cái building chọc trời ở bên quận Tư. Và khu này có rất nhiều cơ quan của ngày xưa nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Đó, phía sau những cái hàng cây bên tay trái đó là hầm Thủ Thiêm đó. Khi đến đây thì em lại nhớ chị Đào. Hôm bữa em có nói đi hỏi ông thầy để lấy thuốc cho chị đó, nhưng mà mấy nay ngày nào em cũng về trễ, và lúc trưa đi thì ông lại chưa ra. Ông thường xuất hiện vào lúc 4-5 giờ chiều, rồi thành ra em chưa gặp được. Chắc có lẽ trong tuần này em cố gắng lại hỏi để gửi gửi sớm thông tin cho chị ha. Hy vọng là những cái loại thuốc này sẽ giúp ích được cho anh chị. Tại vì ngay cầu Cam Ết này nè, có một ông thầy ông chuyên bó bó tay bó chân cho những ai bị trật tay trật chân đó, là bó miễn phí thôi. Gửi chút chút trà nước cho ông thôi, chứ ông không có lấy tiền, không có ra giá gì hết á. Ngay vị trí này luôn nè, ngay vị trí cầu Cam Ết, ngay vị trí quán nhậu này nè, ngay bảng xanh xanh này đó. Rất là đông. Lúc cần thì nó không thấy, lúc không cần thì đi ngang hoài. Và chúng ta đến đây là bến Trương Dương, và nơi đây là chợ Trái nè. Trước mặt sau lưng chúng ta đó là cái cầu Cam Mét mình vừa đi qua đó. Sài Gòn về đêm thì lúc nào cũng lên đèn sáng sủa, còn ở những cái khu Phú Mỹ Hưng đồ đó thì hơi tối. Nhìn thấy anh này bán bánh mì bơ sữa.
16 bến Trương Dương, đi ngang qua những ngôi nhà xưa. Ngày xưa nó bánh mì, nói tới bánh mì thì em mới nhớ là ngày xưa khi mà có những người quen ở Sài Gòn đi về quê đó, họ thường mang theo những ổ bánh mì, và lúc đó hầu như là bánh mì Sài Gòn trở nên một cái đặc sản, khi mà ai đi Sài Gòn cũng phải có mang về, và lúc đó cảm thấy rất là ngon khi mà ăn cái bánh mì Sài Gòn. Nhưng bây giờ thì chắc có lẽ đầy đủ quá nên thành ra không có cảm giác được cái phương xưa nữa. Và những cái món đó bán rất nhiều ở Bình Chánh, ngay cầu Bình Điền đó. Và khu này là khu Chợ Trái. Và phía trước mặt chúng ta đó là cầu Ông Lãnh, một cây cầu bắc ngang qua dòng kênh Bến Nghé đi qua quận 4. Bên kia đó là nhà máy thuốc lá Khánh Hội. Nhưng mà ngày nay thì là building của Novaland đó. Rất là cao. Kế bên thì có tòa nhà Millennium, ngay chợ Hãng Phân đường Nguyễn Hữu Hào nè. Hôm bữa chúng ta có đi nhìn ở dưới, hôm nay thì mình sẽ nhìn toàn chung cư luôn. Chung cư rất là cao. Và cái đoạn này có rất nhiều quán nhậu nhưng mà không có đông lắm. Bán buôn mà ngồi ế ẩm thấy rất là mệt mỏi, mặc dù ngồi không. Khúc này mới đẹp nè, chúng ta nhìn thấy rất nhiều ánh đèn như là cái chòm sao luôn. Con đường này buổi chiều chúng ta đi rất là thích. Còn anh chở nước đá, anh chạy ngược chiều luôn. Nhưng mà mình cũng thông cảm cho họ, tại vì họ chở nặng quá mà. Nếu mà đi lòng vòng thì nước đá tan hết. Và con đường này rất là mát, cây xanh. Và ngày xưa thì có một dãy nhà ven sông ở bên kia, nhưng mà ngày hôm nay không còn nữa. Cái sự đổi thay mà làm cho hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay nó trở nên đẹp hơn. Không biết ngày xưa thì các anh chị sống ở ven con kênh Bến Nghé này, sau cái giải tỏa này thì không biết bây giờ ở đâu, và nếu như chúng ta có xem cái video clip này thì có lẽ sẽ rất là bất ngờ khi mà thấy con đường của ngày hôm nay nó như thế này. Và ngày xưa em nhớ em còn đi đây ra Bến Hàm Tử đó, để mua than thôi. Con đường rất là gồ ghề, con đường tối thui mà ổ gà, ổ voi, nước động vũng, trời nắng thì lại bụi bặm. Chúng ta vừa qua cái hẻm 233 ngày xưa, nhưng mà bây giờ là 300 mấy. Và con đường ngày hôm nay rất là khác. Cặp bên đường đây thì có rất nhiều quán nhậu. Và đến đây là đường Hồ Hảo Hớn, và cũng là con đường Quỳnh Quang Tiên của ngày xưa đó.
vào đến đây là hẻm 257 nè, bên cánh phải bây giờ là quán nhậu nè, và hẻm mới ngày nay đó là số 420 nè. Và đến đây là khu vực cầu kho, đi tới tí thì có hãng nước ngọt Trương Dương. Ngôi nhà xưa của cô chú anh chị nè, 466. Rồi đến đây là cây cầu kho của ngày xưa. Rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì không có còn cầu nữa ha. Còn cây cầu đó nằm ở trên cái đồi nhỏ nhỏ này nè, kế bên cái trường học đó. Và có con rạch nhỏ nhỏ đi sâu vô khu cầu kho, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa. Và chúng ta nhìn qua bên kia một cái con đường rất là thay đổi về đêm lẫn ban ngày. Về đêm thì ánh đèn rực lên rất là đẹp, lung linh, không thua gì trung tâm Sài Gòn. Và những dãy nhà của ngày xưa thì bây giờ là một cái là một cái bờ kè với những hàng cây rất là mát, một màu xanh xanh rất là mát mắt. Và phía bên đây là cầu kho nè, có chợ nhỏ cầu kho, rồi con đường Nguyễn Cảnh Trân. Cầu kho ngày hôm nay rất là đẹp nha, nhà rất là lớn. Con đường này ở cái đoạn này chỉ được phép chạy 50 km/h thôi, và nếu mà chúng ta đi mô tô thì không lẽ chạy 50 km/h, nên thành ra không có thích hợp cho lắm. Mình vừa qua cái giao lộ Nguyễn Cảnh Trân và bến Trương Dương, cũng là đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay. Cái đại lộ này là ngày xưa trước đó có tên là đại lộ Đông Tây, một cái dự án nối liền từ Tây sang Đông của Sài Gòn, do ông Thủ tướng Nguyễn Võ Văn Kiệt ký tên đó, phê duyệt. Và sau này thì ông qua đời và cái con đường này mang tên của ông luôn. Nhà máy nước ngọt Trương Dương, có lẽ những cái hương vị Trương Dương của ngày hôm nay nó không còn giống ngày xưa, nhưng mà một cái tên đi vào rất là nhiều, đi vào lòng người rất là nhiều cái thế hệ. Và phía trước chúng ta đó là cây cầu Nguyễn Văn Cừ,
bắc qua con kênh Bến Nghé, đi từ quận 5 sang quận 8 và có ngã rẽ qua quận 4. Một sự đổi thay của một ngôi chợ, đó là chợ Nancy, và ngày hôm nay thì đã không còn. Mình sẽ tìm đường vòng qua bên kia, vòng qua bên kia đường để mình xem cái bờ kênh Bến Nghé, cũng là bờ kênh Bến Trương Dương ngày hôm nay, ở bên Bến Trương Dương ngày xưa như thế nào. Mình sẽ quẹo phải nha, quẹo phải đường Nguyễn Biểu rồi xong mình mới mọc qua bên kia cầu được. Có bác này chạy ngược chiều nữa. Cái con đường này là cái chợ Nancy của ngày xưa nè. Chạy vòng xong về đi rước bạn đồng nhỏ là vừa luôn. Em nói nhầm. Trời, con đường Nguyễn Văn Cừ, Cộng Hòa. Em nói nhầm là đường Nguyễn Biểu nè. Tới đây mình sẽ quẹo trái để đi dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ nè, con đường Cộng Hòa của ngày xưa nè. Từ nha, đường đông quá. Nó thẳng hướng này chúng ta sẽ đến ngã 6 Cộng Hòa nè, nơi đó có đường Phạm Viết Chánh, rồi Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Trần Phú. Rồi chúng ta vòng quay lại rồi. Nếu mà đi thẳng lên cầu luôn là mình sẽ qua quận 8 luôn đó, Bình Chánh luôn đó. Và có thể qua tới quận 7 luôn, nhà bè luôn. Nhưng mà mình sẽ chạy ở dưới chân cầu nha. Chạy dưới chân cầu, ngay đây là cái khu vực quận 5, có cái cầu Bà Đô ngày xưa đó. Và có cái nhà máy điện. Nhà máy điện chợ quán, nhà đèn chợ quán. Tới đây nếu mà mình quẹo phải thì mình sẽ đi về chợ lớn. Ở đây cái đèn đỏ khá lâu, 99 giây luôn. Khu này là khu nhà đèn chợ quán nè. Có lẽ cái nhà này ngày xưa là nhà của nhà đèn luôn đó. Và cái cầu Bà Đô là ở đây đó, ngay cái bảng đèn đỏ nè, chúng ta thấy còn có cái móng cầu đó. Phía dưới thì có một cái hộ sinh sống ở đây. Và ban ngày em thấy bán nước, rồi bán hủ tiếu, rồi buổi sáng thì bán cháo lòng rất là nhiều. Chúng ta nhìn qua bên kia, đó là cái cầu Nguyễn Văn Cừ, một cái đại lộ bắc ngang qua.
ta sẽ quẹo chỗ trái nha. À, chỗ này rất là dễ chạy lộn nè. Mình nhìn qua bên kia đó là con đường Bến Văn Đồn, với ngay khu đó là cây cầu Kiệu, và nhìn qua một cái chung cư đó là chung cư Khánh Hội. Chung cư Khánh Hội có hai cái cụm ánh sáng đó, và mình nhìn bên kia đó là cuối đường Bến Văn Đồn. Và ngày hôm nay là cái đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Cừ nè, đi về quận 5 nè. Và hôm nay nước lên nên thành ra cái dòng kênh cũng sạch hơn. Và ngày xưa ở đây có một cái dãy nhà, nhưng mà bây giờ thì dãy nhà này không còn nữa nè. Và chúng ta lại đằng kia mình kiếm chỗ dừng xe, rồi mình sẽ nhìn rõ hơn cái dòng kênh của ngày hôm nay, rồi mình sẽ kết thúc cái video dạo quanh khu cầu kho, đi ngang qua hai cái bến, đó là bến Trương Dương, bến khu này bến Trương Dương thôi, chứ mình không có đi tới bến Hàm Tử ha, giáp giữa bến Trương Dương và bến Hàm Tử đó. Để cho anh chị bạn xem dòng kênh rất là đẹp luôn. Sài Gòn về đêm nè. Một cái hình ảnh mà ngày xưa có lẽ sẽ rất là hiếm hoi đây. Rồi video clip ngày hôm nay đến đây là hết. Một số hình ảnh về bến Trương Dương, khu cầu kho về đêm, gửi các anh chị và các bạn. Có dịp chúng ta lại nhìn về khu thôn xóm ngày xưa, khu xóm ngày xưa, cập nhật những hình ảnh cả ngày lẫn đêm. Và chúng ta nhìn qua bên đây, đó là khu bến Trương Dương, khu cầu kho. Và cái tòa nhà cao cao đó là nhà máy công ty xi măng Hà Tiên đó. Và nhìn lên đây là hướng về bến Hàm Tử nè. Và đây có một cái building rất là mới. Và đây có hướng để lên cầu, không có hướng từ cầu Nguyễn Cừ xuống nè. Nếu chúng ta đi từ quận 8 hoặc là quận 4 đi qua đây thì mình sẽ xuống đây thông qua cái cầu Nguyễn Văn Cừ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.